Thì cái giấy như thế này nè, giấy chứng nhận nguồn gốc đây các bạn nhìn nè, đó tên cha nè, thấy không, em mẹ nè, thấy không, đó bao nhiêu nguồn gốc này là bao nhiêu đời đó các bạn nhìn nè, đây là những cái giấy như vậy, đây là chỗ là những hội, những hiệp hội những người nuôi cá giống Việt Nam đó, đây nè giống Alaska Malamu đó, đây là giống cái ghi rõ giống luôn, được cái rồi màu sắc rồi số chip rồi số mã rồi cái tên giám đốc điều hành đầy đủ. Mặt sau nè các bạn, đó hiệp hội người trá giống, đây cái đây là cái chip nè các bạn, đó cái chip này là sau này là bắn vô trong cái cổ con Alaska nè các bạn, đường lọc nè, bắn rồi bắn vô cái chip vô rồi cái đầu lấy cái này gà cái nó nổi xuống lên đây. Thì ba của em Sam này là nhập từ Thái Lan về, có giấy tờ đầy đủ, thì em ấy đẻ ra cũng là thuần chủng luôn nên cũng có giấy tờ đó là Alaska Ma 21 thôi, nhưng mà do dòng gen của ba là mình nói là dòng gen của ba rất là to bự, nặng 70kg trở lên, thì nên dòng em ấy cũng là thuộc dạng là dòng Giant, nhưng mà em ấy có thể đạt được mức ba em ấy không đó là chưa chắc, tại vì dòng ba nó tốt nhưng mà nhìn khi truyền lại đời con á thì có thể sẽ khoảng 50-60 đó, tại vì cái đời cha là kiểu như khỏe quá, đột biến tốt to bự. Mình chưa hề khẳng định nói các bạn là chó Alaska Ma 21 và dòng Jam nó in trên giấy tờ, nhưng bạn mình đang nói là chó có giấy tờ nhưng mà cái mình quy định nó là Jam hay là Oversize mình cách mình gọi của nó đó, nên nó to thì mình gọi nó là Jam, nó to hơn nữa mình kêu nó Oversize thì nó vượt qua thôi, đó là cách mình gọi, còn trên giấy tờ đều là dòng chó là Alaska Ma 21 cũng như là người Việt Nam đó các bạn, thì có người cao 1m6, 1m7, 1m8 đó, thì đâu thể kêu người Việt Nam khổng lồ, người Việt Nam trung bình, người Việt Nam lùn cái gì, nhưng mà đều là người Việt Nam các bạn, thì gen người ta tốt thì người ta cao lên 1m8, 1m9 đó, có nhiều ba mẹ cao 1m7, 1m8 đẻ con cũng 1m8, 1m9 bình thường đó, còn ba mẹ kiểu như là lùn đẻ con lùn cái kiểu gì đó đều là người Việt Nam đó, cũng như chó vậy á, thì tùy theo cái khúc đó, tại vì cái con nó phát triển cao nó to lên nó bự lên xong người ta sẽ giữ những con đó lại để làm giống tốt để xin gọi là dòng da để đẻ ra những con như là Sam này các bạn hiểu không đó, thì cân nặng của ba quay máy là trên 70kg nè các bạn, trên 70kg nên ba máy là nhập từ Thái Lan đó, cái giấy tờ bên Thái Lan, còn bạn ấy thì về bạn ấy là được đẻ tại Việt Nam nên cái giá của bạn ấy rất là rẻ so với dòng mà nhập khẩu, tại vì nhập khẩu về thì các bạn như mình nói ở video trước đó là nhập khẩu về tốn tiền tiền vé nào như tiền nhập về tốn tiền vé máy bay hay tiền tàu tiền người ta đi mua công bỏ sức để tới đó mua rồi làm đủ thứ giấy tờ hết để về hải quan Việt Nam, về tới Việt Nam tới tay các bạn là 50 triệu, vậy thì con chó lúc mà chính gốc mua trên đó thì bao nhiêu nhân dân tệ các bạn, con chó tại đó bao nhiêu nhân tệ, trong khi em Sam này mình đã nói từ đầu là không phải là chó nhập, chó nhập không bao giờ có giá 25 triệu, mình nói thật với các bạn vậy, không bao giờ có giá 25-30 triệu hết á, tại vì cái tiền nhập về mình đã nói là cái chi phí đó đã rất là cao rồi, nên cái tiền chó này là con chó ba mẹ đều tại Việt Nam, tại ba mẹ thuần chủng đều nhập về tại Việt Nam rồi đã nuôi sống ở đây nên đẻ ra, nên em Sam này á cũng được đẻ tại Việt Nam luôn, thì đâu có tốn chi phí vận chuyển, không tốn tiền hải quan luôn, nên em ấy có giá là 25 triệu. Thì mình xin đính chính nha các bạn, nói mình là có nhiều bạn của mình nói mình là lừa đảo, thì á mình lừa đảo gì ở đây các bạn, mình là người mua chó mà các bạn, chứ đâu phải là mình là người bán chó đâu, thì con chó mình mua 25 triệu thì mình nói 25 triệu thôi các bạn, và các bạn hỏi tại sao dòng chó Jam giống như mặt bé đã nói là tại sao dòng Sam, sao mày dành ăn cái gì Sam, như mặt bé nói là làm gì không có chuyện chó mà Jam mà với giá mà dưới 50 triệu với giá nó dưới 50 triệu không có dòng Jam nào dưới 50 triệu hết. Rồi các bạn nói bạn mặt bé nói là bạn có 7 năm kinh nghiệm nuôi chó Alaska Standard với lại 3 năm tìm hiểu về dòng Giant. Các bạn nói rất là kinh nghiệm theo như bạn đã nói đó các bạn. Rất là kinh nghiệm. Thì mình cũng có xem qua clip đó rồi. Mình có coi xem qua clip đó. Thì xuyên suốt cả clip đó là bạn ấy đều nói về dòng chó Alaska mà Giant mà dòng Trung Quốc đó các bạn, thì hầu như kiến thức của các bạn ấy là được có thể người nào đó truyền lại cho bạn đó là toàn là về dòng Trung Quốc không à, dòng Giant Trung Quốc, nhưng mà trên thế giới này á Alaska này á
Nó tại sao nó có cái tên là Alaska các bạn? Tại nó xuất phát từ Alaska, từ phía bên Nga. Bây giờ là vùng đất thuộc của Mỹ đó các bạn. Nếu mà dòng mà Alaska mà chuẩn thì không có bộ lông dài như bạn mặt bét nói đâu các bạn. Bộ lông của Alaska nếu bạn lên trang chủ của FCI á, trang chủ của Hiệp hội Chó giống tế á, thì á, tôi thấy là họ miêu tả là lông của con chó Alaska này á ngắn, không có dài như các bạn miêu tả nhìn những con Trung Quốc đó các bạn. Đó là lai rất là nhiều dòng bên Trung Quốc là lai tùm lum la hết á. Còn lông của chó Alaska nó đúng á, thì không có dài như vậy. Lưng bạn biết tiếng Anh á, lên nó còn tiếng Anh không à, các bạn sẽ hiểu. Lông của nó chỉ ngắn ở trong phần lưng là dài từ ra bên cổ rồi các bạn. Lông ngắn không có dài lắm đâu. Hai đứa không có giỡn. Trời, xem không được cắn vô mắt, không được cắn vô mắt luôn, không cắn vô mắt luôn. Sam im, mắt tư lòi, hiểu không Sam? Mắt tư lòi, cắn vô là nó bị gì sao? Im, bừ, không có giỡn với Sam như vậy. Sam nó cắn lòi ra mắt ra thì sao? Trời ơi, tuấn nhỏ xíu rồi sao cái mỏ nó to vậy, nó đớp một cái rồi trời ơi, nó đớp vô tay mặt mũi nè, tuốt mem mà nghe vô đó. Có thể là con chó Alaska mình nói là da anh này á là không đúng ý của bạn mặt bét, thì bạn ấy muốn dòng da anh Alaska của Trung Quốc lông dài cái kiểu lai mặt gấu đó, thì các bạn ấy có thể qua đó mua, bạn chơi chó mà bạn có thể qua đó chơi chó, đem chó về chơi cho sang cảnh, mua là 50-60 triệu, 100 triệu cũng được, 200 triệu cũng được, thì các bạn ấy chơi thì các bạn chơi sao kể bằng ấy đó. Còn mình á, nuôi em thêm một em nữa để làm bạn với Bưu, nên mình mua á, mình có thể mình không có nhiều tiền đó, mình nuôi mua dòng 25 triệu thôi, bình thường có giấy tờ đầy đủ cũng được, mà không có giấy tờ cũng không sao, khỏe mạnh. Cho khỏe mạnh là được, cái giấy tờ thì chúng mình nó thuần chủng thôi, còn không có giấy tờ nếu mà nó khỏe mạnh mà mình vẫn mua bình thường có thể giá rẻ hơn đó, cái kiểu các bạn đó là tùy mình thôi, tùy kinh tế của mình, tùy khả năng mình mua và mình nuôi được nó hay không, môi trường mình sống nó có phù hợp với con chó đó hay không. Tại vì những chó này ba mẹ nó sống ở Việt Nam lâu rồi nên dòng gen nó đẻ ra ở tại Việt Nam mình cũng là khá phù hợp rồi, còn những dòng kia là nhập trực tiếp từ Trung Quốc về, lông dài dày thì về đây nó sốc nhiệt, cái là nhiều khi khả năng ăn uống gì vậy, nó nuôi khỉ cái máy nó cũng dễ chết lắm các bạn. Tại vì nhiều người nuôi chết rồi nên các bạn sẽ thấy đó là hiếm ở Việt Nam là như vậy đó. Tại dòng cái nguồn gen của bên Trung Quốc không ổn định nha các bạn, không ổn định. VK là quốc gia, còn AKC là của Mỹ, FCI là của thằng thế giới đó. Thì cái quyển sách mình up lên cho bạn coi á, nó có dòng size ghi rõ ràng luôn, size Giant độ số ký đó, các bạn nhìn thấy đó, từ 38 đến 58 mình không nhớ rõ nữa đó, dịch cấp bot lên đó thì bạn thấy là họ quy định nó dòng Giant là nhiêu đó ký là để là thuộc dòng Giant rồi. Bạn mặt bé bạn ấy nói rất là hay, nó có câu nói rất là hay, đó là chơi chó thì phải chơi cho nó đúng là chơi chó Giant phải 50 triệu trở lên, phải chơi chó nha các bạn. Bạn này muốn chơi chó thì cứ chơi chó 50 triệu trở lên. Còn mình nuôi em Sam này với em Bưu này nè, cũng đều là mình nuôi nó như coi như nó là như là bạn vậy các bạn à, chứ không phải là mình nuôi để làm thương mại, để buôn bán, nó bị bạn hiểu không? Còn người ta chơi mà các bạn, người ta nuôi để chơi mà ra tiền, mà chơi ra tiền thương mại mà, nên người ta phải chơi phải 50 triệu luôn các bạn. Các bạn nào là nhóm mà chơi không nổi thì không có mà sao em không được sủa nghe vô này, nó giờ nó lì luôn các bạn, nó tuổi bọc răng lì à, nên giờ quýnh nó nè. Và đây mình cũng mong muốn là lần cuối cùng là mình thấy mặt bé mà nhắc hay là đá động gì tới mình, tại vì mình không đá động gì tới bạn đó. Bạn đó đã được dấu tích xanh là người của công chúng, để người nghiên cứu dòng chó gia đình này 3 năm rồi, thì các bạn ấy phải biết dòng chó nào mà nhập về có giấy tờ, tại sao có giấy tờ, tại sao
à, giấy tờ cũng là ARK321, dòng Giant hay là dòng kêu là nó to hơn Giant rồi, nó vượt qua, nó gọi là người ta cách gọi là gọi là oversize overweight, thì đó là cách gọi của người ta, cách người ta nhìn nhận con chó đó. Ví dụ như dòng standard mình đã nói là 40 kg, nếu mà thấy nó to nó vượt qua mức đó rồi thì người ta nhập Giant. Sam ồn ào quá, hay mang lắm. Đó, còn nó vượt qua, ví dụ nó vượt qua quá 60 kg, cái kiểu đó nó cũng rất là hiếm, nên người ta hay nói là nó oversize rồi. Nghĩa là oversize nghĩa là gì? Over là vượt quá cái size mà tiêu chuẩn rồi, cảm thấy nó vượt quá rồi. Overweight là vượt quá cân nặng quá rồi, 60 kg mà vượt qua 60-70 cái dòng đó lai lên rất là nặng rồi. Hãy mang cái gì xem. Trời ơi. Đó thì với lại dòng Giant nó nuôi rất là tốn kém, các bạn ăn rất là nhiều. Trung bình á, nếu mà một con chó Giant mình nuôi như thế này, một tuần nó chỉ lên 2 kg, các bạn. Một tháng nó lên 8 kg. Nếu mình nuôi nó lên 6 tháng á, 6 tháng bây giờ nó 3 tháng, 6 tháng thì nó có thể lên là một tháng là nó lên là 8 kg, thì thêm khoảng 3 tháng nữa là nó lên khoảng 24 kg. Thì á, 24 kg bạn thấy đi, lên 9 tháng nữa là nó lên rất là nhiều. Thì trung bình em Sam này là 50 kg trở lên, còn mình không dám chắc là nó lên 60 hay không, nhưng mà tầm 50 kg đổ lên đó là có thừa luôn các bạn, lên rất là dễ dàng luôn. Nên mình rất là hạn chế em ấy ăn rất là nhiều, tại em ấy được nhốt trong chuồng nên mình không dám cho ăn. Ăn nhiều quá sẽ không vận động á, xương cốt rất là yếu, rất là tội nghiệp, sẽ đi không nổi các bạn à. Đi không nổi rất ục mịch. Nhiều khi các bạn nhìn thấy mạng thấy cái gì thấy vui cái to, nhìn dễ thương quá, nhưng mà rất là tội em, đó là nặng to, nặng nghề rất là mệt. Với lại mình nhốt trong chuồng á, tại vì sao mình nhốt trong chuồng các bạn, tại vì cái gạch này nè các bạn, gạch men này nè, nó rất là trơn, nó rất là trơn, thì khi con chó nó đi các bạn à, nó đi hai chân sau gì nè, trời ơi tê chân quá, ôi mình ngồi dưới này tê chân quá các bạn, im thì hai chân sau các bạn nhìn bư nè, đó đi rất là chàng hãng. Nuôi râu nè nó sẽ đi chàng hãng nè, bình thường hai chân chó sẽ đi khép lại như các bạn, hai chân sau nó sẽ tàn hãng ra nhẹ, nó sẽ bị sệ bàn. Với con nặng của con Sam này rất là nặng nữa, thì nó sẽ sệ cái bàn chân của nó xuống, nó đi trong môi trường trơn này nó sẽ banh ra nhẹ để nó ghi cái chân nó xuống trong cái sàn gạch men này, nên mình phải nhốt trong chuồng này. Thì mình cho nó vận động buổi sáng, mình thả ra xuống dưới chạy dưới cỏ rất là tốt, rồi tối này nó chạy xuống, tại vì bữa giờ rất là trưa nắng, nắng nóng không nên, nó không nên vận động nhiều các bạn, nên mình cũng giảm một phần ăn lại. Tại vì nắng nóng như vậy giảm ăn như vậy nó rất là dễ bệnh người đường ruột các bạn à, đó có rất là nhiều nguyên nhân. Tại vì mình tính chia sẻ từ từ cho các bạn hiểu, nhưng mà bạn mọc bét lên chưa gì bạn ấy ném đá mình rất là nhiều, những bạn ném đá mình rất là nhiều, trong khi mình chưa một lời nào làm đã động gì tới bạn ấy có mua bán chó Alaska các bạn ấy bán bao nhiêu triệu, 10 triệu, 12, 14, 16 triệu hay là chó giấy hay không có giấy, đó là chuyện của bạn ấy, mình không có liên quan, mình cũng không có muốn đề cập tới trong cái những video của mình à. Và vấn đề nếu mình nói là chó có giấy hay không có giấy thì đúng là mình nuôi con chó về, đúng không, mình nuôi nó làm bạn mà, mình cũng đâu có, nếu mà mình nuôi nó bằng tình thương, mình thấy nó đẹp dễ thương thì mình nuôi bình thường thôi, cũng đâu cần phải có giấy tờ đâu, mình nuôi một quả lá ca bình thường cũng đâu cần phải giấy tờ để làm cái gì các bạn. Nhưng mình cũng bút này nè, bơ này mình nuôi cũng đâu có giấy tờ đâu bạn, mình rất là thương nó bình thường đó, mình đâu có kỳ thị về chó có giấy hay không có giấy đâu các bạn. Chỉ là mình đang làm video hướng dẫn là các bạn nếu mà mua một con chó không có giấy như thế nào mà không bị lừa. Tại vì chó có giấy có giá rất là mắc, rất là mắc so với chó mà không có giấy các bạn. Chó có may có giấy có nhiều khi mắc gấp đôi luôn so với chó bình thường đó. Nhưng mà thực ra để làm một cái tờ giấy mà là xin cấp giấy cho chó mà thuần chủng, thực ra xin lên trên VKC á, VKA á, thực ra là có giá chỉ có 500 ngàn thôi à. Nhưng mà khi mà đã có giấy đó rồi là người ta ra chó bán rất là cao. Sam có phá cái gì Sam? Đó như con bư của mình nó không có giấy, nuôi rất là khỏe mạnh, vui vẻ, chứ đó là do người nuôi đó các bạn à. Như con chó Sam hay là Alaska dòng Giant nó nuôi muốn to hay nhỏ cũng là đều là do người nuôi hết các bạn. Người nuôi đó muốn hướng con chó tới là cái gì? Khỏe mạnh, năng động. Thì dạng như bư là khỏe mạnh, năng động, thịt rất là chắc, không ồn mình lục bịch chạy nhảy giỡn liên tục. Cũng như dòng dây ảnh nuôi nó chân tay cao, tại vì cái từ chân nó lên cái shoulder, cái vai của nó khoảng tầm 70 cm,
70, nó dòng giờ dòng mà dòng giờ nó thì nó rất là cao, cao lên 70 75 tùy con. Đó. Đó thì nó cao, nó dài ra như vậy, nhưng mà nếu mà bạn dưỡng như ăn mập thì nó sẽ lên quay, nó là nặng. Còn nếu bạn không muốn dưỡng nó nặng, nó muốn khỏe mạnh chạy nhảy được nhiều như bư thì chỉ cho ăn ít bình thường được thôi, cũng bình thường à. Còn bạn dồn cho ăn nặng mạnh, ăn nhiều vô, ăn thịt bò, uống sữa, nằm máy lạnh liên tục như vậy thì ít vận động nó không tiêu mỡ, tiêu đồ thì tích tụ mỡ, mỡ thì nó sẽ dày lên lông, lạnh thì lông sẽ dài ra, nó phủ ra, các bạn còn nóng quá lông thì rụng bớt. Đó, đó là nguyên lý rất là bình thường thì hầu như người nào cũng hiểu. Còn mình nói đó, em sạc này đó là dòng dài, như mình đã nói từ đầu rồi, dòng dài ẩn đó, tại vì ba của em ấy là dòng dài ẩn, dòng nghĩa là người ta nhìn nhận nó là dòng dài ẩn, tại vì nó rất là to rồi, to quá 60-70 kg trở lên rồi, rất là to. Thì gen của em ấy rất là tốt, gen của ba em ấy tốt, thì để ra em ấy là dòng dài ẩn luôn cũng gen tốt, nhưng mà có thể em ấy sẽ không bằng ba của em ấy. Nên ba em ấy có thể là nặng 60-70 kg, nhưng em ấy có thể nặng 50-55-60 là bình thường. Đó là cái tiền các bạn. Chứ còn con chó mã lát cà á, như cái con chó trước mình bóc clip á, khoảng tầm 40 kg, nó rất là bự rồi các bạn, bự lắm. 50 kg 55 kg rất là to, 60 kg là rất là hiếm, cũng là dây ình hết các bạn à. Cái sách mình đã bóc rồi đó. Chào Sam, trời tao nuôi có mày không mà hả, bao nhiêu người ta hả kỳ thị, trong khi họ làm video toàn là vui không à, có làm gì ai đâu, có lừa đảo ai đâu mà hả người ta lên chửi. Bơ đâu bơ, bơ ra chơi bơ, bơ sợ Sam đi ra ỷ to hả, ỷ tao hiếp bơ hả Sam, không ỷ tao hiếp bơ nghe chưa. Đây bơ hiện tại là 1 tuổi 3 tháng rồi, còn 15 tháng, còn Sam mới 3 tháng thôi. Thì nhiều bạn nói là Sam nhìn là bằng bư à, thì mình không biết là các bạn ấy nhìn lên nó nói Sam bằng bư không, mình hiểu tại sao bằng đó. Sam trong khi nó to, nó cao, đứng bằng thì sẽ lòng bên này rồi, trong khi bư đứng ngồi chồm lưng chưa bằng nữa. Các bạn ấy nói là đó, thì không, mình không biết các bạn ấy là fan của mặt bếp nên qua bên mình comment rồi chửi bới cái kiểu là mình không hiểu mình làm gì phật ý của bạn mặt bếp đó hay không, video mình làm ra có xúc phạm bạn ấy hay không. Thì những người mà theo dõi mình có biết là mình chưa bao giờ chửi ai, mình không bao giờ giới thiệu ai hết. Tại nhiều khi á, mình giới thiệu mua tới đó, mình nuôi con chó bư nè, nhiều người hỏi mình ủa mua nó ở đâu, ở trang trại nào, sao nhìn đẹp khỏe mạnh quá vậy. Mình không giới thiệu được các bạn, mà mình giới thiệu á im, mình nuôi bư rất là khỏe mạnh, nhưng mà các bạn ấy nuôi về không có thấy được như ý, họ bị bệnh này nọ, lại nói mình là giới thiệu qua chủng trộn ẩu như vậy. Mình cũng vậy, mình nuôi em Sam, lại nhiều người cũng nhắn tin hỏi mình rồi, tại vì mình không muốn cái đó, tại vì mình không biết trước được là cái lứa, ví dụ như lứa của bư này á là khỏe mạnh này nọ, nhưng mà lứa sau mình không biết là của ai hoặc là của con chó nào, cho nên sao mình biết được các bạn. Như Sam cũng vậy, chứ mà mình đâu biết là cái lúc mà bán cho mình lứa Sam này rồi xong lứa sau thì họ là bán con chó gì, chó như thế nào, bảo hành như thế nào, có bệnh hay không. Tại vì á, mình nói thật các bạn á, nhiều con chó đẻ ra bị dị dạng liền các bạn, cho dù nó ba thuần chủng này nọ, nhưng mà họ nhiều khi đẻ ra nó vẫn bị dị dạng các bạn. Ví dụ như con chó như ví dụ như Sam, sẽ một con khác nó sẽ bị gọi là thiếu bi à, ví dụ chỗ bi nó thiếu, chỉ có một bi thôi là thiếu bi, hoặc là những con chó khác, ví dụ như mình nói ví dụ như con chó, ví dụ như nó bị như AK này không, nó bị cụp tai, bình thường là tai nó dãnh lên các bạn, nhưng mà nuôi cả một năm trời luôn tai nó không dãnh lên được, nó bị cụp gì nè, thì tại vì nó bị lỗi các bạn ạ, nó không thuần chủng mà lại nó bị lỗi là cái gen đó, tại vì nó xuất phát tới con đó thì nó bị cái gen lặn, nó lại nổi lên, tai nó gục xuống nó không dãnh lên được. Còn ví dụ như những con chó bút thì tai nó một chút gì nè, nhiều khi cái gì cũng đẹp á, tự nhiên cái tai nó dãnh lên như con bull pháp gì á, thì đó là cũng là một cái lỗi của nó thôi. Như bư nè các bạn nhìn nè, nó mũi của bư nè các bạn thấy không, mũi bư cũng hai nếp nè các bạn, nếu mà nhầm chấm bút mà người ta nói đẹp á thì chấm bút chỉ có một nếp cái dịu kiểu gì đó các bạn. Nhưng mà lâu sau mình nuôi á, mình thương nó là được, cho dù tai nó gục hay là nó dãnh, mũi nó một nếp hay hai nếp, hay là đuôi nó cong lên hay gục xuống, thì hay là đuôi này sống hay không đó, thì đó là tình thương của bạn dành cho nó thôi. Các bạn nuôi nó sống với bạn rất là lâu, như bơ nè nó sống rất là tình cảm với bạn, mình nó về là nó mừng, mình về nó mừng lắm, nó chờ mình đi thì nó buồn, nó nằm nó biết nó buồn vui hờn giận lắm, nên mình rất là thương bư. Sao trời mở
nó quý nào bỏ tôi một cái rồi bỏ nó mà nó tôi nó bự cúng mà cúng đâu quá đó. Ok thôi, nói chung là mình cũng không muốn gây sự gì bên mặt bét, là mặt bét mình cũng muốn mặt bét là cũng không nên họ đá động gì hay là đá xỉu gì tới mình, xỉ gì tới mình nữa đó, thì mình cũng đâu có đá động gì tới bạn ấy đâu. Rồi bạn ấy mình nghĩ là còn nhỏ tuổi nữa, còn nhỏ tuổi nên rất là ngựa non hấu đá, bạn háo thắng. Tại hồi đó giờ các bạn làm video về bên Alaska đó, xong rồi giờ bạn ấy thấy có một người làm bên Alaska nữa mà là về dòng danh là to hơn dòng xanh rồi các bạn ấy. Bạn ấy cảm thấy khó chịu quá, đụng cái tôi của bạn ấy nên bạn ấy nó rất là up hình mình lên Facebook của bạn ấy rồi chế nhễu rồi xong đó, họ lại tiếp tục làm video rồi đá xỉa mình. Các bạn hiểu không? Tại vì bạn ấy còn trẻ nên nó háo thắng nên mình không muốn nói nhiều rồi. Nhưng mà bạn ấy giờ phải lấy làm video nhiều, chửi trên Facebook, chửi trên YouTube. Nên giờ mình phải làm video này để mình nói rõ cho các bạn hiểu. Thôi, cảm ơn các bạn xem video rất là nhiều. Rồi dù nó là dòng Giant hay là dòng Standard hay là nó là dòng búp mà một nếp hai nếp thì nó mình đều là thương như nhau hết các bạn à. Nó mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mua bán này nọ để bạn biết, nhưng mà nhiều khi bạn ném đá quá, nhiều khi mình cũng hết gọi là nhiều khi đã làm những video mà hướng dẫn các bạn mua bán cho đúng.